Mobi. Vào ngay đi chơi gì? AFK Mobi. Bao game chất lượng chơi ngay không phải nghỉ. AFK Mobi. Silent Hill Ascension là tựa game kinh dị nhập vai được lấy cảm hứng từ series Silent Hill nổi tiếng và do chính Konami phát hành trên di động. Trò chơi hiện đã mở đăng ký trước cho người dùng trên cả Google Play và App Store, dự kiến sẽ chính thức phát hành vào ngày 31 tháng 10 sắp tới. Tham gia vào Silent Hill Ascension Mobile, game thử sẽ lại được khám phá thành phố Silent Hill bí ẩn để tìm hiểu về những sự kiện và nguồn gốc của các thực thể đáng sợ tại đây. Vẫn trung thành với lối chơi nhập vai phiêu lưu là nên thương hiệu của các loạt game, Silent Hill Ascension chú trọng đến cốt truyện và yếu tố giải đố trong xuyên suốt quá trình trải nghiệm. Theo tiết lộ từ phía đội ngũ phát triển, thì mỗi nhân vật trong game đều sẽ có câu chuyện riêng và ảnh hưởng đến mạch truyện chính. Do đó, mỗi hành động tương tác hay lựa chọn của người chơi sẽ hướng câu chuyện theo nhiều nhánh khác nhau hết sức thú vị. Chúng không chỉ tác động trực tiếp đến nhân vật mà còn gián tiếp quyết định số phận cho các nhân vật khác. Song song với quá trình khám phá thành phố Silent Hill thì bạn cũng phải sẵn sàng để đương đầu với hàng loạt quái vật đáng sợ ẩn nấp trong làn sương mù nơi đây. Game thủ có thể chọn cách chống trả hoặc cũng có thể chạy trốn, miễn là phải sống sót bằng mọi giá. Game cũng sẽ không cầm tay chỉ việc cho người chơi mà bạn phải tự mình khám phá các địa điểm theo yêu cầu. Từ đó tạo nên sức hấp dẫn vô hạn, gây hứng thú vì không biết điều gì đang chờ mình phía trước. Tự game cũng gây ấn tượng về phần đồ họa 3D sắc nét. Thông qua đoạn trailer, có thể thấy Silent Hill Ascension không thua kém như các phiên bản trên PC. Chỉ đặc quyền ở AFK Mobi, kho mini game tuyệt vời hoàn mỹ, nơi mọi người vui cười không sầu bi. Quá tới thế cao, cho nhiều quá.